Chuyện kể rằng, xưa có chàng thái tử vì nỗi vương triều loạn lạc, lòng người ly tán, thế nên khóc đến mù cả đôi mắt. Thương chàng, tiên ông ban cho cây đàn bầu, lấy nghề hát sẩm làm kế sinh nhai qua cơn gia biến, chờ thời lập lại cơ đồ. Câu chuyện mang nặng truyền thuyết dân gian, nhưng ít nhiều có thể thấy đó là nỗi khát khao, niềm tin vào tương lai, hạnh phúc mà người xưa gửi gắm qua cây đàn độc đáo này. Đàn bầu Việt Nam có mặt ở trong cái nghệ thuật của người hát sẩm. Nó là nghệ thuật dành riêng cho cái nghệ sĩ khiếm thị. Cứ theo truyền thuyết của các cái nghệ sĩ khiếm thị đấy, thì cái đàn bầu